Xin chào 500 anh em, lại là Phẳng đây. Các ông này, các ông có công nhận với tôi rằng bây giờ mà ra đường ấy, thì gái hàng riu với hàng pha ke trông chả khác quá gì nhau hay không? Em nào em đấy cứ phải gọi là mướt mờn mượn. Tuy nhiên thì có một sự thật mà ít ai biết được rằng để trở thành được hàng lai ao như vậy thì người chuyển giới đã phải trải qua những điều vô cùng kinh hoàng. Các ông nghĩ đơn giản chỉ là tùng xẻo như mấy ông thái giám thời xưa là xong ư? Không hề đâu nhá. Đằng sau cuộc đại cải cách đó còn là những bí mật động trời mà chắc chắn người ngoài cuộc không thể nào biết được. Vậy nên nếu ông nào cũng tò mò thì hãy cùng Thế Giới Phẳng đi khám phá ngay về những bí mật động trời đằng sau vẻ đẹp như hoa, như ngọc của các mỹ nhân chuyển giới nhé. Trước hết, để thẩm được từ đầu tới đít thì các ông sẽ phải hiểu thế nào là sẽ được gọi là người chuyển giới. Người chuyển giới là những người mong muốn có giới tính khác với giới tính từ lúc sinh ra. Do đó, xu hướng dương chiếu của họ sẽ thiên về giới tính mà họ mong muốn. Và đương nhiên là với các mỹ nhân hàng pha ke thì ngay từ trước khi chuyển giới, tâm sinh lý của họ đã luôn hướng về những đêm mây mưa cùng những người đàn ông đích thực. Song số phận nghiệt ngã đã khiến cho họ ra đời trong hình hài của một con cú có gai. Và rồi để giải quyết cái gai vướng víu này, cũng như quay trở về với giới tính thật của mình, những người này đã tìm đến con đường phẫu thuật chuyển giới. Tuy nhiên, trước khi được sống thật với bản chất của mình, thì họ sẽ phải lên một lịch trình kỹ càng. Trong đó chi phí chính là yếu tố đầu tiên quyết định xem công việc này có được tiến hành hay không. Các ông đoán xem có số nào sẽ là thích hợp cho cuộc đại cải cách giới tính này? 300 hay là 500 triệu? Và vâng, con số chính xác để làm lại cuộc đời là 800 triệu công nhé. Mặc dù là ngày nay, việc phẫu thuật chuyển đổi giới tính đã trở nên phổ biến hơn. Thế nhưng dù có rộng rãi đến mức nào đi chăng nữa, thì để có một cuộc phẫu thuật an toàn, người chuyển giới cũng cần ít nhất là 800 triệu. Đó là chi phí bao gồm phẫu thuật chuyển đổi giới tính và hỗ trợ tư vấn bệnh nhân. Một con số không hề dễ thở công nhỉ, song với mong muốn được sống làm chính mình, đã khiến cho nhiều người quyết tâm kiếm tiền. Quyết tâm vay mượn để có đủ số tiền để bay sang các thiên đường chuyển giới, thực hiện ước mơ bấy lâu nay. Tại đây, những con người ấy sẽ phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với những cuộc đại phẫu vô cùng nguy hiểm, thậm chí bắt buộc họ phải đánh đổi mạng sống bất kỳ lúc nào. Theo đó thì mỗi cuộc chạy đua với giới tính thật sẽ phải trải qua từ 25 đến 30 cuộc tiểu phẫu, đại phẫu khác nhau. Đối với những người chuyển từ nam sang nữ, còn phải thực hiện thêm các thao tác như là tạo hình cô bé hay là gắn thêm cặp bưởi lên ngực. Các cuộc phẫu thuật này phải đảm bảo được hai yếu tố là hình thể và chức năng. Chứ nếu ngon nghẻ về mặt ngoại hình nhưng bên trong lại cứng như tượng sáp thì cuộc phẫu thuật đó coi như vứt đi. Đầu tiên, các bác sĩ sẽ phải lấy đi các cơ quan nam giới chính như là hạt lạc và cậu nhỏ. Sau đó biến hóa, đục lỗ để đưa cậu bé thành cô bé. Để tạo hình cô bé cho giống bản riu nhất thì các bác sĩ sẽ giữ một phần đầu của cậu bé vẫn còn nguyên mạch máu, sau đó tạo một lỗ khoan ống rỗng giữa. Tiếp đó là chuyển vạt da ở bên ngoài để che phủ cho giống như những mô mềm bên ngoài cô bé. Sau khi hoàn thiện xong, cô bé sẽ cảm nhận được sự rung động một cách hết sức tự nhiên như một nữ giới thực sự trong cuộc ân ái. Thời gian để hoàn thiện nhiệm vụ quan trọng nhất này sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 9 đến 10 ngày. Tuy nhiên, để có cái ấy giống thôi là chưa đủ. Để mang dáng dấp của một cô gái, người bệnh sẽ tiếp tục trải qua những cuộc phẫu thuật nhỏ khác như là độn mông, nâng ngực, sửa cằm, sửa môi, bơm mỡ cùng ti tỉ thứ khác. Nói chung là chẳng khác gì công cuộc đập đi xây lại cả một công trình công ạ. Và thường thì giai đoạn hoàn thiện này tốn khá nhiều tiền bạc và thời gian. Sau khi phẫu thuật thành công thì người chuyển giới sẽ thường phải được theo dõi sát sao trong ít nhất 1 năm để xử lý những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Các ông tưởng rằng sau 1 năm đó đã là xong ư? Chưa đâu. Theo dõi hậu phẫu thì chỉ mất 1 năm, nhưng những người chuyển giới lại phải dành cả cuộc đời sau này để sống và ăn ngủ cùng với thuốc men cũng như là các chất hormone. Bởi việc phẫu thuật chỉ giải quyết được khâu trước mắt, nghĩa là giải quyết phần thô mà thôi. Còn lại muốn được như những người phụ nữ ngoài kia thì họ phải thường xuyên dùng thuốc nội tiết đến suốt đời. Hàng ngày họ sẽ phải uống hàng trăm loại thuốc bổ, hàng nghìn vitamin cùng với thuốc điều tiết nội tiết. Đồng thời, những loại thuốc này cũng giúp họ duy trì hình dáng bên ngoài cho ưa nhìn, như có một làn da mềm mại, một mái tóc suôn mượt với dáng đi uyển chuyển, nữ tính. Nói chung là người nào đã chuyển giới thì cứ xác định là cả đời phải dùng đến thuốc. Mà mấy cái thứ thuốc này có phải rẻ rúng gì đâu. Nhiều người còn chỉ vì dành hết tiền cho cuộc đại phẫu mà sau đó họ đã phải lên chợ đen để mua những loại thuốc điều trị lởm, dẫn đến những biến chứng và hậu quả khôn lường. Bên cạnh đó thì giảm cân để từ số cân của một thằng đàn ông trở về vóc dáng mảnh mai của một người phụ nữ cũng là một vấn đề nan giải đối với những người này. Các ông cứ thử nghĩ mà xem, giảm 1 đến 2 cân đã là cả một quá trình gian nan rồi. Đây lại còn phải giảm từ 10 cho đến 30 cân. Khó như vậy mà cũng làm được. Quả đúng là nghị lực không phải tầm thường đâu à nha. Còn bây giờ quay trở lại với cô bé vừa được tạo hình kia. Mặc dù đã mang hình hài hệt như một cô bé bản riu, nhưng về chức năng thì nó vẫn chưa thể hoạt động được bình thường và rất có khả năng là cô bé sẽ tự khép mình lại.
Do đó, để cô bé luôn được thông thoáng và năng động, những người chuyển giới cần cung cấp cho cô bé một món đồ chơi yêu thích, đó chính là cây nong. Nong là một dạng ống thủy tinh, một số khác có thể được làm bằng gỗ hoặc là thanh kim loại, được tạo hình na ná giống với cậu bé. Thường thì kích thước của cây nong này cũng sẽ tương đương với các cậu bé với độ dài tầm 16cm. Có ngắn quá không các ông nhỉ? Còn Phản thì nghĩ độ dài này là đùa với mấy chị em Việt Nam rồi đấy. Tiếp đó, người chuyển giới sẽ dùng cây nong này để nong vào cô bé, giúp cho cô bé giữ được độ sâu cũng như là tránh tình trạng cô bé cô đơn quá sinh trầm cảm rồi mà tự khép kín bản thân. Thường thì chị đẹp nào mà ê sắc ế thì cứ xác định là phải giữ cây nong đến suốt đời để bảo vệ thành quả của 800 triệu. Còn bà nào may mắn hơn ý, có bạn trai thì họ sẽ chỉ phải thực hiện thao tác nong trong một thời gian nhất định, sau đó có thể thoải mái mây mưa sập sình như những cặp đôi bình thường. Thậm chí những người chuyển giới thường có kỹ nghệ yêu khá mới mẻ, cho nên khả năng họ đem đến sự thỏa mãn cho bạn tình là rất cao. Ông nào mà không tin á, thì cứ thử là biết nhau ngay đấy nhá. Tuy nhiên, trước khi yêu thì những người chuyển giới từ nam sang nữ này vẫn cần phải sử dụng thêm chất bôi trơn để giúp cho quá trình đưa ra để vào được dễ dàng hơn. Có thể nói là sau khi phẫu thuật thành công, cũng như là quá trình hậu phẫu diễn ra thuận lợi, cộng với việc sử dụng thuốc đều đặn, thì một người chuyển giới hoàn toàn có khả năng sống và sinh hoạt như những người phụ nữ thực thụ. Vậy là cùng với sự háo hức ban đầu cùng những mong muốn thầm kín của tuổi thanh xuân, người chuyển giới đã hoàn toàn có một cuộc sống mới trong hình hài mà họ mong muốn, được mặc những bộ đồ mà họ thích, được ngủ với người mà họ yêu. Quan trọng nhất là được sống thật với chính bản thân của mình. Chỉ có điều là đằng sau những sung sướng mà họ đạt được khi chuyển giới thì lại là cả một sự đánh đổi không hề nhỏ chút nào. Bởi ngay từ khi những con người này chấp nhận chuyển giới, có nghĩa là họ phải hiểu rằng giới tính thực sự sẽ được đổi bằng cả một mạng sống, bằng sức sống khỏe và cả tuổi thọ của mình. Thường thì những người chuyển giới sẽ có tuổi thọ rất ngắn. Nguyên nhân là vì sau khi chuyển giới, họ đã phải duy trì sử dụng hormone cả đời. Cùng với thời gian, khi tuổi trẻ qua đi, thì những viên thuốc phụ trợ này sẽ khiến cơ thể của người chuyển giới bị tàn phá nặng nề. Và chính điều này đã làm đảo lộn đồng hồ sinh học, khiến cho tuổi thọ cũng từ đó mà giảm đi. Theo nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy thì những người chuyển giới sẽ bị giảm từ 10 cho tới 20 năm tuổi thọ so với người bình thường. Ngoài ra, điều mà những người chuyển giới chắc chắn sẽ gặp phải đó là những vấn đề về sức khỏe tâm thần nếu như họ không có một tâm lý ổn định bởi sự phân biệt đối xử cũng như là những xung đột nội tâm mà nhiều người chuyển giới đang phải chịu đựng có thể đẩy họ vào tình trạng trầm cảm hoặc tồi tệ hơn là tìm tới cách kết liễu cuộc đời mình sau khi đã tiêu tốn gần tỷ bạc cho cuộc cách mạng đổi đời. Đúng là những con người khốn khổ các ông nhỉ. Thế nên thay vì kỳ thị, chúng ta hãy biết yêu thương các chị đẹp các ông nhé. Và đó cũng là những bí mật đằng sau vẻ yêu kiều của những người chuyển giới. Các ông có ý kiến như thế nào về cuộc đại cải cách giới tính này? Nếu là các ông thì liệu có dám đánh đổi như thế này hay không? Comment ngay câu trả lời của các ông trong phần bình luận bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của Thế Giới Phẳng cũng xin phép được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại 500 anh em trong các series Độc và Lạ tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì bye bye.